Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay trở lại một video thì tiếp tục mình chia sẻ về những cái thông tin cập nhật của tình hình của thị trường. Ra trên thị trường ngày hôm nay thì có nhiều thông tin. Thì mấy hôm nay thì cái World Cup nó diễn ra, nên cái đa số người ta quan tâm nhiều ở trên các báo đài thông tin, đại chúng là viết rất nhiều về World Cup. Thì bên cạnh đó thì có mùa World Cup thì để mình nhìn nhận thực tế về thị trường thì bỏ qua cái mùa World Cup thì mọi người quan tâm nhiều, nhưng mà cái vấn đề quan trọng với cái nền kinh tế hiện tại thì đó để mình quan tâm nhất thì vấn đề về công ăn việc làm ha. Thì trên bài báo này mình đưa thông tin thì mọi người biết là có bài báo mà mình đọc thấy cũng rất là mình đáng để chú ý. Thì trong thời gian qua thì ở nhiều người anh chị biết là những cái công ty ha bị suy thoái kinh tế, vấn đề về kinh tế thì ngày hôm nay mọi thứ nó đều đó khó khăn rồi, rất là nhiều công ty sa thải nhân viên hay giảm việc làm. Thì đọc vào đây mình đọc cái thông tin này mình thấy cũng khá là hốt ha, khá là sốc. Thì với hơn 41.000 công nhân mất việc thời việc gần Tết, thì với thông tin là hơn 1.235 doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất đã làm ảnh hưởng tới 472.000 công nhân, thì trong đó có 41.500 người bị chấm dứt hợp đồng lao động. Thì đọc tới đây thì mình thấy á, thì hiện nay cái thị trường lao động Việt Nam hay là các ngành may mặc hay là gia công hay là những cái ngành thủy sản vân vân rất là nhiều có bị sa thải lao động, bị mất việc. Thì đây là một trong những cái tín hiệu về nền kinh tế thì mình đã nói rất là nhiều rồi, ngồi những việc về bất động sản. Thì khi mà những cái vấn đề này xảy ra thì nó liên quan rất nhiều với nền kinh tế của mình, đặc biệt là ngành là bất động sản nữa, và những kênh đầu tư cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thì khi mà cái việc làm ở công chân ở công ty nó bị ảnh hưởng do tác động của nền kinh tế, hay là việc tăng lãi suất, hoặc là của đâu, hoặc là của về tác động của thị trường của thế giới, thì cái suy thoái kinh tế của các thị trường nó làm ảnh hưởng tới cái chính tới cái việc xuất khẩu, việc công ăn việc làm, chính tới cái túi tiền của mình luôn. Thì đối với những nhà đầu tư hay là những cái người mà người ta hiện tại đang làm việc á, những vấn đề này nó thật sự nó thời điểm này nó rất quan trọng. Thì tăng nói trước cái vấn đề là về kinh tế, thì khi mà cái vấn đề về công nhân một công ty mà sa thải nhiều hay là mất việc nhiều công nhân như vậy, hay là thay ca giảm giờ làm nhiều như vậy, thì nó ảnh hưởng đến vấn đề, nó không phải là một sớm một chiều, mà có thể tới thời điểm mà dài hạn, có thể là vài năm hoặc chục năm được cái lây. Vì đa số những công ty của mình hay là Việt Nam mình đa số là làm hàng gia công chủ yếu cho các nước xuất khẩu đi các nước nước ngoài. Mà khi mà cái tình trạng mà bị mất việc làm á, công ty nó bị sa thải hay là bị sa thải bớt nhân viên, hay là nó bị làm ăn thua lỗ á, thì nó kéo theo cái hệ lụy về lâu về dài, thì ảnh hưởng sâu rộng hơn, vì đó là nền kinh tế xã hội sẽ bất ổn, thì mọi thứ thu nhập là đời sống đều bị khó khăn chi tiêu trong có thể cho thời gian dài hơn nữa. Còn về vấn đề về đầu tư hay về lĩnh vực bất động sản thì đây là một trong những cái mà hết sức quan ngại lo lắng. Vì khi mà cái thị trường bị mất đi, công nhân người ta nghỉ, công ty người ta phá sản, thì những cái công ăn việc làm hay mọi thứ mà dịch vụ hàng hóa mua bán tất cả để cho phục vụ cho đời sống công nhân thì mọi thứ nó sẽ dời đi. Thì khi mà các phòng trọ người ta trống thì chắc chắn những cái bất động sản xung quanh đó cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà phòng trọ cho thuê không có người cho thuê thì cái chi phí hay dịch vụ hay những cái vấn đề khác cũng sẽ bị giảm. Thì những vấn đề đó thì những cái thị trường mà mới nổ, thị trường mà lâu ở những cái nơi những trước đây công nhân nhiều như những khu vực Bình Dương hay Đồng Nai hay là Long An vân vân, những khu vực miền Nam thì chủ yếu thì những công ty đã qua đây rất là lâu rồi. Khi thị trường bị rút đi thì những cái bất động sản ở đó mình sẽ kẹt hòn rất là nhiều. Khi mà trong cái thời điểm này bất động sản là khó bán rồi, mọi thứ mọi người thấy không, nó đều rất là khó bán. Thì vì kinh tế khi đi xuống thì đời sống mà để mà kiếm tiền người ta để trang trải cuộc sống là khó rồi, khi công việc là khó hơn nữa, thì những bất động sản để mình mua được cho bất động sản trong những cái nơi khu vực mà phát triển lâu đời đặc biệt là những cái nơi thành phố lớn, kể cả khi mà cái thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái khu vực đô thị như thành phố lớn thì nó vẫn biết nhiều bị ảnh hưởng nha mọi người. Vì cái xu hướng á, mà các công ty nó khi đã dời đi á, khu vực đông đúc mà chi phí nó tăng cao rồi, đời sống mà công việc nó bị ảnh hưởng, thì trong cái tương lai á, thì rất có thể thì mọi thứ nó sẽ thay đổi. Thì cái xu hướng về bất động sản rồi mình nói trong cái thời đại qua 2023 2024 thì đó là một tương lai thôi, chỉ là dự đoán hay là những cái xu thế. Thì ít nhiều á, khi mà có thể là nền kinh tế nó phục hồi hay là những cái ít nhiều trong giai đoạn kinh tế khi một phần công ty nó rời đi, nó sẽ có những công ty phá sản, nhưng một phần nào đó nó vẫn có những công ty mới hay là những cái công ty cũng có thể là nó trụ vững. Thì ít nhiều
khi mà nó dịch chuyển qua những cái vùng xa hơn, hay là những cái vùng mà nó gần những cái khu vực mà xuất khẩu, hay những cái vị trí mà hay là những cái nhà đầu tư mới, người ta mở rộng sản xuất thì người ta sẽ tăng chi phí lên, nó đỡ tốn chi phí hơn so với lại các nhà máy ở những cái nơi đã phá sản. Thì có thể những cái bất động sản đó là sẽ là những cái bất động sản mà mọi người phải cân nhắc, hay là xem xét là những cái là nguy cơ bị giảm giá thì còn sâu hơn về giá trị thật là trước đây, có thể là mấy năm trước cũng có thể là nguy cơ rất là nhiều. Thì trong cái chu kỳ mà mọi thứ đều thay đổi thì rõ ràng khi mà nhà nước cũng định hình được là những khu vực đô thị lớn thì mọi thứ nó đã lên mức ổn định đến lúc bão hòa, giờ đến lúc mà khi mọi thứ nó đã đi xuống lại thì công ăn việc làm với mọi thứ đều nó khó khăn, bị phá sản ha, xa hơn. Thì để mà giảm tải đi các áp lực thì chắc chắn là những cái đô thị vệ tinh mới thì cũng như Thủ tướng Chính phủ người ta cũng đã ban hành, hay là đã có định hướng trong những cái năm sắp tới, khi này có thể thì thị trường nó giảm xuống sâu, nên là mọi thứ nó đều nó khó khăn nhiều hơn, thì sẽ có một cái cách quyết định, hay là những cái công cuộc mới trong thời đại mới, sẽ có những công ty mới thì mình sẽ định hướng những khu vực mới, thì để mà cái bất động sản hay là những cái nơi mình đầu tư mới, những cái khu vực mình đi đấy mình làm ăn, nó sẽ là những cái cơ hội mới mình có thể là nắm bắt trong cái giai đoạn này. Thì đây là những cái thông tin về vĩ mô xa hơn để mọi người nó có chút có nhìn nhận về ít nhiều của nền kinh tế của Việt Nam. Thì chắc chắn trong cái giai đoạn này ngắn hạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà tình trạng sa thải các công nhân nó sẽ diễn ra, và các cái đô thị mà về này đã phát triển lâu đời hơn, những cái vị giáp vùng thành phố Hồ Chí Minh, kể cả thành phố Hồ Chí Minh sẽ ít nhiều những cái đô bất động sản ở trong thành thị sẽ bị ảnh hưởng tác động, và khi mà mức giá nó lên quá cao rồi, mà đời sống chi phí mọi thứ nó lại bị tác động ảnh hưởng, thì sẽ có những cái định hướng tích cực trong tương lai. Thì những cái định hướng này của nhà nước thì sẽ là những cái định hướng để mà phát triển một cái kinh tế Việt Nam, thì sẽ còn cần những cái nơi phát triển mới để hạn chế được những cái chi phí, hay là những cái công nghệ mới thì nó giảm tải để mình cạnh tranh với các nước khác. Rồi, tới đây thì một số thông tin mình chia sẻ thì mọi người đọc cái gì mình hiểu hơn thì và mình tìm thêm những cái thông tin, cái tư liệu để cho ra mình ra những cái quyết định của riêng cá nhân mình. Mỗi người sẽ là mỗi cá nhân có nhìn nhận, nhận định, đánh giá để mình mà vượt qua giai đoạn này. Thì giai đoạn này ai còn không ăn việc làm, hay là công việc ổn định, hay là những cái gì nó khó khăn, thì mình cũng phải cố gắng hết sức, vì ngay chính những người xung quanh mình ngày hôm nay cũng sẽ là những cái người mà cạnh tranh với ngay công việc của mình. Rồi không biết ngày mai hay trong tương lai cái giai đoạn chu kỳ này sẽ đi về đâu, tới đâu, thì trước mắt những khó khăn là mình sẽ gặp phải, và trong tương lai sẽ những cái vấn đề tươi sáng mà mình phải nhìn nhận một cách tích cực, cũng sẽ khủng hoảng cũng sẽ là cơ hội cho chính mình hay cũng từng người nào đó, nếu người ta biết nắm bắt vượt qua giai đoạn này mất mát. Rồi tới đây là tăng dừng video tại đây nhé. À, mọi người video tiếp theo mọi người nhớ đăng ký và like và share ha, ủng hộ mình nhé. Rồi tăng xin chào tất cả mọi người nhé, hẹn mọi người video tiếp theo ha.